Còn một cách khác là mình có thể làm giá là bằng mình làm bằng cái hộp mà mua nho mình ăn á, cái thường thường cái hộp như mình mua nho này nè, rồi mình ăn nho xong á mình có thể mình quăng recycle, nhưng mà để này mình lấy mình try mình làm giá nó cái hộp này nó có cái lỗ nè, rất là dễ. Nhất là mình cần cái hộp nho này nè, hộp nó có cái miễn sao mà có mấy cái lỗ này nè. Rồi kế đến là mình bỏ mà mình che cái này làm bằng napkin, chắc không phải làm bằng khăn như cái kia. Mình trải napkin xuống đây. Rồi mình rải đậu lên. Nếu mà quý vị thích ăn giá ốm thì không có cần phải tưới hàng ngày, hai ngày một hai ngày đầu hả, mình không cần tưới cũng được. Nếu mà thầm thấy nó khô, cái napkin này nó khô thì mình lấy ra mình ngâm nước khoảng 15 phút mình bỏ trở vô lại, không còn gì bỏ vô hết đó. Rồi cái cuối cùng thì mình đậy cái napkin ướt lên đây. Rồi mình đậy lại với cái cũng giống như cái phần trước, mình lấy cái này cái thau cái gì đó, mình để cái dĩa lên đặng nó thoát rớt nước xuống dưới, xong mình lấy cái napkin, mình lấy cái khăn lông mình đậy lại, rồi mình đem cất vô tủ lạnh nên thôi, cất vô cái mình để vô máy rửa chén. Phần đông mình thường thường việc mình ít có ai sử dụng máy rửa chén, thôi mình dùng nó máy rửa chén mình làm giá đi. Quý vị lấy cái khăn phủ nó lên về, xong rồi đem để vô chỗ kính và máy rửa chén gì đó, là máy rửa chén hay tủ, nhưng mà máy rửa chén thì nó kính e hơn, cho nên tốt nhất là mình để máy rửa chén, da nó ra nó trắng trẻo hơn. Quý vị, đây là giá mình làm hôm bữa mình làm bằng hộp nho, đây nè, rồi không có tưới nha, từ hôm đó để vô tới nay là không có tưới luôn á, chỉ lấy khăn rượu đạp đi lên thôi. Nó hơi ốm một chút, nó hơi ốm mà nó cao, nhưng mà nếu mà mình muốn mập hơn tí thì mình tưới nước với cũng được, không đến nỗi ốm lắm. Cái này là cũng không có tưới á, chỉ dùng bằng khăn, làm bằng napkin và hộp nho, để trong cái hộp này xong rồi đậy nắp lại. Mình napkin thì mình nhúng nước đó. Nó hơi ẩm nó còn ở đây. Đây là bỏ coi như là 2 ngày rưỡi sau khi ngâm đậu. Sau khi ngâm đậu xong rồi đậu nở rồi mình bỏ vô đây là 2 ngày rưỡi á. Cái này là 2 ngày rưỡi lấy ra hơi trễ á, nếu mà mình lấy 2 ngày thì chắc nó ngon hơn. Nếu mà mình tưới thì chắc 2 ngày, lấy 2 ngày ra là được. Hay đồ quý vị thử coi. Nếu mà có hộp nho, cái hộp này hộp nho nó có lỗ. Mình muốn tưới nước, mình muốn ngâm nước mình chỉ dở lên rồi mình để thôi. Cái trường hợp này là không có ngâm nước á. Chắc
luôn á, không có ngâm miếng nước nào á, từ hôm bữa để đến nay là không ngâm á. Đây dở, để dở lên hết cho quý vị coi này đó. Đó. Cái này lấy ra hơi trễ, 2 ngày ra thì chắc có bộ ngon hơn. Ok, cảm ơn quý vị đang theo dõi, hẹn gặp lại quý vị lần sau.